Xin chào tất cả các anh chị, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các anh chị cách kết nối và sử dụng camera ba râu ban đêm có màu. Thì bây giờ em sẽ mở hộp và test sản phẩm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng camera. Đây là camera của chúng ta. Đầu tiên nhìn thì thấy camera rất là đẹp, thiết kế rất là sang trọng. Dưới gói hộp thì chúng ta sẽ có bộ nguồn đi kèm. Nguồn này là nguồn 12V nha. Và đế đi kèm để gắn camera này có thể treo tường được. Và bộ ống vít. Thì camera này của chúng ta nó sẽ hỗ trợ cho anh chị là 4 đèn led và 4 đèn hồng ngoại. 4 đèn led này thì ban đêm nó quay hình ảnh có màu cho anh chị. Đây là micro để thu âm thanh của camera này, giúp cho chúng ta đàm thoại được hai chiều. Camera của chúng ta thì có 3 cái râu để bắt sóng và một ổ để cắm dắt dây mạng lan. Đây là cắm nguồn. Dưới mắt camera thì chúng ta sẽ có khe cắm thẻ nhớ và nút reset. Giờ thì em sẽ tiến hành hướng dẫn anh chị cách kết nối camera nha. Đầu tiên để kết nối được camera thì điện thoại của anh chị sẽ tải phần mềm Yosi về để kết nối camera. Nếu mà anh chị sử dụng iPhone thì anh chị vào Apple Store. Còn nếu anh chị sử dụng hệ điều hành Android thì vào CH Play, cửa hàng CH Play để tải phần mềm Yosi về. Đây là phần mềm Yosi nha. Yosi nó có hình con mắt màu xanh đó. Anh chị tải về. Sau khi tải phần mềm Yosi về thì anh chị bấm mở phần mềm Yosi ra nha. Yosi sẽ gửi thông báo anh chị cho phép nha, nhấn cho phép hết nha. Giờ trước khi đăng nhập vào phần mềm Yosi thì anh chị phải đăng ký tài khoản. Phía dưới góc bên phải của chữ đăng nhập sẽ có phần đăng ký, anh chị bấm vào. Hoặc là anh chị có thể bấm vào đăng ký bằng Facebook cho nó nhanh và rất là tiện lợi. Đây em sẽ đăng nhập bằng Facebook nha. Rồi sau khi đăng nhập thành công, ở đây chính là giao diện của phần mềm Yosi. Thì để kết nối camera thì chúng ta cắm nguồn cho camera. Đây, cắm nguồn vào camera nha. Anh chị cắm nguồn mà nếu tín hiệu nó sẽ phát ra là đèn led nó sẽ sáng là anh chị đã biết là cắm nguồn nó vô rồi đó. Sau khi cắm điện thì anh chị đợi nó xoay một vòng nha, rồi xong mới tiến hành kết nối. Đầu tiên á thì anh chị bấm vào dấu cộng giữa màn hình. Sau đó chọn kết nối mạng nhanh. Phần này thì thiết bị nó sẽ yêu cầu cái mật khẩu wifi của nhà mình. Anh chị lưu ý là bấm đúng mật khẩu wifi nha. Bấm tiếp tục. Nghe thấy tiếng du du. Đi đến kiểm nối. Nối điểm nóng AB nha.
thì camera điện thoại nó sẽ chuyển sang chỗ cây đặt wifi. Anh chị chọn cái wifi của camera đó, thì mặc định cái mã camera, cái mã wifi của camera là GWAB lần trước, phía sau sẽ là ID của camera, anh chị chọn vào wifi đó nha. Rồi sau khi kết nối thành công với wifi của camera rồi, anh chị bấm quay trở về phần mềm VOC. Anh chị đợi một lát nhé, camera đang kết nối với điện thoại của anh chị đó. Sau khi cài đặt thành công thì thiết bị nó sẽ yêu cầu đặt tên cho camera. Anh chị có thể chọn nhà xe, kho, trang chủ có tên mặc định ở trong này nè. Ở đây em sẽ chọn nhà để xe. Rồi xong bấm xác nhận kiểm tra thiết bị. Rồi như vậy là em đã kết nối thành công camera VOC nha. Ở đây thì đang ở chế độ hình ảnh SD á, anh chị có thể muốn xem hình ảnh rõ nét hơn thì anh chị bấm vào chọn HD nha. Đây là bảng điều khiển của camera, anh chị có thể điều khiển camera lên xuống, qua trái qua phải tùy ý thích nha. Con camera này á, thì độ phân giải của nó là 2.0 megapixel 1080, cho nên hình ảnh rất là rõ nét. Đây là hình ảnh của camera. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị cách để mở cái đèn led của camera đó, cách để xem camera ban đêm có màu nha. Phía bên góc phải của ở dưới cùng của phần mềm VOC á, khi anh chị xem camera đó sẽ có cái dấu ba gạch đó, anh chị chọn vào. Ở đây nữa sẽ có các chức năng của camera là xem lại báo động, ánh sáng trắng, rồi thấy thường thấy vị trí nhiều cùng màn hình, thì anh chọn anh chị chọn vào cái ánh sáng trắng á, thì camera nó sẽ bật đèn led.